ស្វែងរកផ្លូវចេញចាកអំពីសង្ខារធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាតាំងពិតកុសលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងកុសលធនៈទានក្តីកុសលធនៈសិលក្តីកុសលធនៈភាវនាក្តីទិដ្ឋានសំខាន់គឺដើម្បីលះបង់នៅ លះបង់នៅបពុអកុសលធម៌ណាវិព្រោះធម៌ទាំងអស់ដែលជាកិច្ច anh nâng hai thà xây lá bây giờ bọn bọn xâm ra nhầm phí cá rất xa xa hai ba xâm ra đề ca châm ra phía vần ý nâng hai thà phía vần ý mà dết bọn là tầng ốc nâng bởi chai tới bởi viên trả ơn tí đôi chìa bộ áp bởi chai dẫn nạ bộ bạch tệ tiền xong tốt vì vậy và chạy nó về châu màu nó còn bằng nhẹ mà dạ bòn xem xem đôi chia sẻ nè bà phụ bà tiền tiền bà ta nó mô tình hết châu màu nó còn tiến thầm mà tế sinh là thầm mà sao vẫn nét châu màu nó còn phi và nì rì ai tự thọ chủ cảm mạng nó châu màu nó còn tổng ọ chẳng hãy bàn chỉ chuyên cá lúc xâm đầy thật quân nhà kê đi dạ vật thọ bấy chương cá xâm đánh thác quân nhà kê đi dạ vật thọ đọc đọc nâng nơi thông bấy bấy cái chai tức đọc nâng ai mình lơ mình khỏe thì ở chân ca bị ngày tự tự sạp thơm an thì dây bị mê riêng tiền mùi hỏi tại vì mình toàn chọc sọc rụp ấy thế bần này chồng chồng chứ rô lùn tích tự tiết chồng chứ rô tự đo sờ mê riêng sờ mà đó chương cá dân trở lòng sớ nâng sức hạ bọt sớ hay nâng sức hạ bọt sức hạ bọt prai tha chìa bọt prai tha chìa mê riến prai tha chìa bật thiên ở bọt đài cua cọ bấy sạc xá cua cọ bấy rẻ xà hai tháng sức hạ bọt ri ấy sớ mình mên sức hạ bọt thì chẳng bàn gì dân chương cá dân ra xa sớ dân uột khía bị sờ prám sờ bầm bầy bên tam bích sực hà bọt prám sực hà bọt bầm bầy đại cụ hát đại cụ vật ở đây ấy sớ cứ sầm đau từ đó chia tình nà anh hơi thật sờ prám sờ bầm bầy chẳng có bàn đấy bên này tam bích nơi bê đài bột cùl rạ xa sớ đồng bông lái cứ rạ xa sức hạ bọt sớ mình mên chỉ cho bạp tế sớ cứ chỉ quân ở thùa chẳng á, sớ cứ chỉ quân ở thùa dân mơ anh chạy nhận dòng ca đài nẹ khá lạ ớt đai rạ xa sớ lệ ớt đai rạ xa sức hạ bọt tế nâu bê đai bê đai sàm sàm bút ព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យឃើញថាអ្នកនឹងមានឧបនិស្ស័យស្ដាប់ធម៌សម្រេចធម៌ព្រះអង្គក៏ទៅសម្ដែងតាមផ្លេតចឹងទៅក៏សម្រេចមគ្គផលប៉ុន្តែអ្នកនឹងអត់ដែលដាក់ខ្លួនថារក្សាសីល 5 រក្សាសីល 8 ឬអតិរេកសីល 10 អត់ដែលស្គាល់សិល 10 ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ពេលហ្នឹងក៏បានសម្រេចមគ្គផលជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលជាសក្កទាគេមីបុគ្គលអនាគេមីបុគ្គលឬក៏ដល់ព្រះអរហន្តប៉ុន្តែសូត្រថាក្នុងខណៈសម្រេចហ្នឹងក៏មានសិលដែរមានសិក្ខាបទអត់មានទេប៉ុន្តែក៏មានសិល សិលរបស់គាត់ហៅថាសមុច្ឆេតវិរតិសិលណា
cứ sel nâng cao đòi xoay bảo vật chẳng mà chẳng để dây bên ấy nè sầm đai bờ thố còn để hạ đôi chia bằng riêng chẳng đài nhận nhôm sẽ đặt vừa chặt tục đấy nâng bàn vừa dướng che tới chờ lòng thố đôi bên đài bờ sầm ai sầm bút bờ ông truồng sầm đai nhầm pì ca sắc xa chia đám tha bờ sắc xa mình là ó biết đôi chia ca chặt bu trong khăn ông rư co trong cần tuổi chặt mình xúc bu trở lọc tham bài bạc đôi đôi nẹ đài mình bàn vô lý sớt căn sức hạ bót vô thành nâng chì sớt tạm bất chuyên ca tư nâng tư đã xa sức hạ bót đôi cầm nọt thật chìa sức hạ bót prám rư có sức hạ bót bầm bấy tế tạm bất khuôn ai ở tôn chô tụ đó xa lê bởi dương priệp thiệp nhận ông priệp thiệp nước nông sừng cúng sức hạ bót cứ chỉ chạm bạc chẳng chạm bạc cao trú mà nụ thuở khó cúc nâng sao cứ chào bằng cả bởi ọt miền chào tới miền cục miền sao đấy nhìn nhau nâng chẳng bạch miền bởi lý ấy chẳng bạch miền bởi tra tìm mùi công thơ nì tạ thơ nì chọp cục chẳng miền chẳng ấy ọt thì mà nụ cao đầm bông ca bì đầm bông mà nụ dưỡng tam cam bạc thá mà nụ chất lõ nè đôi prum chẳng đôi prum ấy prum thầm mong nâng ấy bằng prum khá khăn lắm chứ thầy ọt bồn mà đòn tịnh môi chìa mà nụ tế tầm bồn lấy ọt toàn miên sạch đạch ọt toàn miên mặn trây ọt toàn miên chế bạp ọt toàn miên ấy thầng ọt mà nụ dân ru nâng đòi sư ruồn bò rịp hộp đòi sư rưu sở lây đòi ai nhây chân thầy đòi tầm mà nụ nâng cao tà cầm nứt ạc rõ đi đòi tầm mà nụ cao cầm nứt ạc rõ tầm bồn lấy tư nâng tư bò rịp hộp mà chìm ếp mà huynh tư bò rịp hộp mà chìm ếp mà huynh đó là miên cầm nứt ấy bò rịp hộp mà chìm ếp chẳng và bạn màu sai chẳng bạch tôi chờn bòi tươi chẳng đó là ca đã cầm nốt cầm nứt cầm nứt lục luân bần nâng sau nâng chục đọc ấy nè vì vì vọt từ tam kỳ lại rồi bọc mà đồ dường cả vô ai mấy xem xanh tiết miên chẳng rương nâng nông ca bạch thà nâng rồi hô đoàn đề rồi bọc từng ngó nâng chục đọc luôn anh đập bay mà nốt ban mà nốt chạp đám chết đám đọc nên đam đo hãy nhận khai tiết ắt thôi ca để tập bồn lại ắt thôi ca để chăm tụ bay bỏ kì miên mà nu khôi khai miên sẽ khai chẳng kỳ lợi mà nu mình ấy thôi thông cái hào thật bất thiên cái hào thần nhận thông rồi hốt đo từ về vì vật chế hào tới cái hào sẽ đặt hào về địa chia chẳng từ ấy còn mình toàn miên chào phồn chào sầm lấp khnì ấy ắt đấy tập bồn lại nó vì bữa ấy ban chỉ mình toàn miền sẽ đạch mình toàn miền chỉ bắp tha mình nuôi nâu là o chân ba mình nuôi nâu là o chỉ bắp vừa ắt cả chỉ bắp ắt trăm ba chỉ bắp đó là tại mình nuôi chờ phơi cá đa tụ bé tụ bò bò kế chết ta từ bắt đăng về chỉ tha mình nuôi ní chết ta mới vô bọc nhầm hay đó là chập từ xuống sư thà hết ấy ban chia này anh chia tề tự bay tự bao bao kế tham mau bị ẩn miền ấy bỏ đi phổ chẳng về địa chỉ nó có chia tề ao ấy thôi đăng tờ ọt ban chia kia đa vô đó là chẳng mà nút căn là khổ chớn bạch thuế ao từ từ vô bao kế máu về địa chỉ đăng về địa chỉ ao ấy căn là sủa chẳng căn được chớ từ vô bao kế căn là tràn chẳng bán và cao ở miền này diêm này ấy chụp ở luôn diêm của mọi lùi từ bốn ở đây kịch kịch phần đó chập ba nên nó thành đấy chập ba nó thành đấy chập đam đã pin đầy đó là chập đam đã pin đầy đã toàn là cam đã cục đã chập vác chào chập đam miền cầm đất khôi phơi mấy của mọi cái chập bàn phơi mấy từ lùi miền là vụn nâu này phơi mấy ai sầm lấp đang cà phấn cà pin đang màu chứng ban trong miền chập bắp tràn làng tràn làng tràn làng chứng chập bắp cà cày mà được khôi vô lên nhìn ông sẽ đạp chăng nâng ai chăng ai
ឥឡូវយើងមើលកលេចមើលនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាវិញការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងណាអត់មានវិន័យទេវិន័យលោកសង្ឃអត់មានសោះសិក្ខាបទមួយគ្មានផងនឹងអត់មានទេប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃល្អល្អគួរជាទីជ្រះថ្លាមិនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់មិនដែលធ្វើឲ្យជាទីមិនជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិ ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែសួរថាលោកមានសិលទេមានសិលគឺជាគុណធម៌មួយបែបនៅក្នុងសន្តានចិត្តនឹងជាប្រចាំពីព្រោះនៅពេលដែលសម្រេចគុណធម៌មិនអាចមិនមានសិលទេណាសិលសមាធិបញ្ញាត្រូវមានអញ្ចឹងមិនថាសិលគឺជាគុណធម៌ដែលជាចេតនាល្អណាសិលមិនមែនរូបធម៌ទេ សិលគឺជានាមធម៌ហ្វេកបថាវិន័យដែលដើម្បីរក្សាសិលត្រូវហាមកាយនិងវាចាប៉ុន្តែចេតនាមែនទែនរបស់សិលស្អីកាយឬវាចារទេអត់ទេគឺចេតនាណាចេតនានៅខាងក្នុងហ្នឹងណានឹងដូចយើងប្រែមើលបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិ ញោមប្រកាសរណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វឲ្យមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វនៅណេះសិលនៅណេះគឺចេតនាណាចេតនាដែលវាចាកាសម្រាប់សត្វណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតហើយចេតនាគឺជាទួសិលតែម្ដងអញ្ចឹងចេតនាគឺជានាមធម៌ជាគុណធម៌ឃើញណាជាគុណធម៌ក្នុងចិត្តសិនដែលចុះហេតុអីចាំបាច់ត្រូវមានសិក្ខាបទថាត្រូវមានសិក្ខាបទនឹងគឺជាការវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យកើតគុណធម៌អញ្ចឹងណាគឺជាសិក្ខាបទជាច្បាប់សម្រាប់វឹកហាត់កាយវាចាណាវិន័យ គឺជាច្បាប់សម្រាប់វឹកហាត់កាយវាចាឲ្យមានរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អដើម្បីឲ្យបានបត់ធានល្អដើម្បីឲ្យបានគុណធម៌គឺសិលឃើញសិក្ខាបទនិងសិលឃើញខុសគ្នាទេហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងច្រឡំណាដល់តែយើងច្រឡំគុណធម៌សិលហើយនិងសិក្ខាបទអ្នករសាសិលប្រកាន់គ្នា មិនយាយលេងយាយមែនទេណាហ្នឹងហ្នឹងអ្នកសិលប្រាំបីមិនហូបបាយជូរអ្នកសិលប្រាំអ្នកសិលដប់ឈប់អង្គុយជាមួយអ្នកសិលប្រាំបីពួកអញសិលខ្ពស់មិនដឹងថាកន្លែងខ្ពស់ឬក៏សិលខ្ពស់ទេឯងថាអញ្ចឹងញាតិញោមពិតថាអាត្មាបៀតបៀនទេឡើយប៉ុន្តែឲ្យគិតឲ្យគិតមើលណាឲ្យគិតមើលហ្នឹងគិតពិចារណាមើល សិលមិនមែនសិក្ខាបទទេណាសិលមិនមែនសិក្ខាបទទេប៉ិនញាតិញោមបកមើលអាត្មាវិញបកថាហេតុចុះមិនចលោកឯងឆាន់បាយអីតែឯងតែឯងណាហូបចូលបានទីអរអញ្ចឹងថានឹងមានអាត្មាគោរពសិលអាត្មាគោរពសិក្ខាបទសិក្ខាបទគឺត្រង់សិក្ខាបទមួយដែលភិក្ខុបរិភោគនៅអតិន្នាហាមិនបានទេទីហោះតែញាតិញោមពិសាជាមួយទីហោះតែញាតិញោមដួសមក របស់ខ្លះវាស្រកទៅវិញរបស់ហ្នឹងវាទៅជាអតិន្នាហាដែលមិនប្រកេនវាពាក់ព័ន្ធសិក្ខាបទទេអត់មានខូចសិលឬនឹងបើសិនជាវាចូលគ្នាទៅវាច្បូកច្បាស់រឿងសិក្ខាបទហ្នឹងហើយពីព្រោះពីដើមឡើយព្រះអង្គអត់មានហាមរឿងវិខឆន្ទត្រូវតែប្រកេនអីអត់ទេអត់មានទេរឿងហ្នឹងរឿងដើម្បីរៀបចំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងរឿងឆន្ទត្រូវតែប្រកេនមិនមែនរឿងគ្រប់សិលទេមែនទេ ប្រហែលដែលឆានត្រូវតែប្រកេនវាមានរឿងអញ្ចេះដើមឡើយព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងគឺជាសាវកធម្មអង្គដែរហ្នឹងសាវកធម្មអង្គដែរលោកមានប្រកដីចូលឈានសមាបត្តិចូលនិរោធសមាបត្តិដូចថាលោកបានចង្ហាន់ឆ្អែតមកពេលអញ្ចឹងទៅលោកចូលនិរោធសមាបត្តិអស់7ថ្ងៃហ្នឹងលោកនឿយណាស់ជាមួយនឹងលោកនេះ អញ្ចឹងទៅ ដល់ពេលលោកចូលចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកវិញ
ấy lúc nãy ta chích bảy khăm ao cái bài cái rong đại ta cái bài cây sen ấy nó đào lục trên mà quên nó lục chưa được bận bạn nơi nó lục đào mưa ta xây cây sen chăn được ăn miên tô ấy thế bị ruột cầm ao được lùi bỏ mà nữa nâng bỏ khăm ao bỏ ấy nó lục chơi là do chăn được miên tô ấy ăn miên ấy ruột ăn miên lùi nhẹ đó thế thế vấn tay đo từ mà nuốt tay đi cái thằng xàm mà nã sạc triệu bột nên mình xong na bơ mổ bò để khô là bò cái sen chẳng mưa tập khmoi mưa tập bưởi nè cái than chẳng hạn bán của ông chính bình nhạc sạc hạ bọt mùi tha bị khọ mình cua chăn nữ ạ tân đi ha nè bị khọ mình chua chăn ạ tân đi bên ạ ha luôn chứ cứ ạ ha để cái mình bỏ cái nâng anh đang đâm bay ấy cứ đâm bay chi huyên ca mơ tô rồi bỏ mẹ sọc tại bần nó bần đang chỉ tua xe lấy mền này mền đây mình mền đây cứ chia sạc hạ bót đài nông mốc nâng sạc đấy chia thla rồi bỏ phụt thập bò rì xa tại bần nó nâng chẳng công tầm miên rừng hạt bần đang này chăm bạch ấy là thầm mà hào nhận nhôm chồn mùi thật là hột bần tài thầm mà dây chẳng cho hạt ấy ban chia bỏ ăn xâm đánh thà nè thô cứ phô buôn bỏ ca rồi bệnh chẩm ra đo nẹ nát đại cổ rốt đo nẹ miên côn ở thô miên vệ cha rưu co chỉ nẹ miên côn thằng lai miên xây là côn chỉ đa âm ca nà dân cổ rốt tới ba nà dụ về ca cổ rốt xì tại ca lưu dân lực luôn xì nhá ưu tiên hoa thay dân ra xa xa lập bầy xa đọc dân chọc mình mến chỉ ca bỏ canh là bỏ dân tì dân dân mấy cổ bàn dạng mấy cơ bản vấn tay ba mà chạm đầu tiên rưu có nẹt đại kỳ vô lọ kỳ vô thang quạt để xa xa khu hình chăng khu để ôi quạt bị sạp xinh nên cầm ôi chị bốc chị bao chị mùi dường ấy chú khu để riêng chồng bởi quạt đạch đó nít cứ chị bôn đọc bỏ nẹ riêng chồng mình men rừng cầm mong bao giờ này dồn lên nhìn nhớ nâng à dường ăn được rưu thơ tám vấn tay mến khăn nông nây dường trâu càng chăng ấy mình bên dân thơ ca anh chẳng nghe nè cứ nè mà trả tiền nâng rưu con nè na nè riệp nâng quát quát dùl được luôn quát quát cao cái nè để miễn côn ở thua ní mình bên ôi ta khơi hộp xinh nế sao ta khói ở mình mùi ở tiên họ đập bê với lia xâm khăn nè miễn nhận nhông khá anh chẳng quát bạc anh chẳng vô quát lọc anh chẳng ta mà đã anh xí ní mình bên chỉ hẹp mình men chỉ riêng pro thì bắt thua lời. Tại ba ông mà trả tiền kỳ điệp chồng ao, rước con nẹt na để kỳ thua tiền nâng kỳ điệp chồng ao, quật nâng quật lẹ bong, quật thiện so bẹ so, quật nâng quật được xa sờ khu sực hạ bọt khu chieng dương, dương đi việc bẩn lộ bẩn lạ na, công tơ vi xa chỉ mũi quật ấy ở quật buông khu, chỉ ca cổ rục nẹt miền sờ, nè ca điệp chồng rồi bỏ kế, cứ chỉ bôn rồi bỏ kế. Dân vì sao có chỉ cả ăn được rút ao nhẹ thở bàn bón cỏ sao ăn miên khọt tỏi thì giờ lấy nè miên thả ô chân ơi ta khơi hộp khọt nên sao ta khọt mấy này xua sần xua từ đó tức chất bị rút thô từng lại miên chất chia bờ thiền nè miên chất chia bờ thiền âm bơ đôi khnề con tai bơ mà nó kịch khọt khnề rồi mình bàn phò xén khnề mình thà ở đây khơi chẳng dừng tha cái trâu từng ót ót đi, vấn đề mà nuôi dưỡng châu chặt để pan sman bị khang cầu, khơi để rụp hiệp lư để bịa sầm đây mình xuôi, chết để máy bị khang cầu, nâng ai để nom ở miền pan nhà ha, nom ở miền ca bẩn tục khnì, nom ở miền ca bọc cánh, nhìn nhôm đài đằng đường cái sao ít sỏi, nè, mà cả lên quỳ nó không còn liền dồn họ. Khởi niên nâng mũi chưa tầm mơ mà thầm ái nhâm đã sai đã nhâm đã sai đã sao mà này cái sai đã thầm ái cái sai đã phổ kê nâu càng khỏi thầm ái nâng cái hào thá sai cho lòng mình sai xo lẹ sai xo cái sai đã kia kế cái bài mà dưỡng nâu sai này là nâng sai xo tè ní cái mình sai cho lòng mà dương nẹ khơi cho lòng nâng cho lòng thầm ái kế sai đã dương chương ca mà nâu mà nẹ miên tê khla quật nì dây xâm đây mình lọ đôi dưới rừng có mọc bọc bọc ấy tê khla dương có chạm bạc cành phềm dương áp rom su thay hết ấy ban thom mà đá mình đứng đang ấy bên đứng mình đứng đang mấy có lồn tồn mạng liền trên chôn nhận chương ca quật miên rương lùng bạc rương ấy mùi mền đấy nàng à đợi nhôm chèn yên nhôm chèn yên quan ra xa su thô a thà mà có sạp bà đấy nhận nhôm quật hay
chỉ bỏ cái đấy để cho tham thua tầm nào từ na từ tham mà giết ra từ na cứ thả ở từ tham dồn hoa nâng thề đào đầy phim bao tu sắp phim nẹt tê muốn cứ cứ nhôm chỉ yên tê sống bẩn đào tham từ thay mà quên sạch chân của tê cọt tớp từ xa được phim muốn cọt sạch pi ngày phần muốn xa được phim đào tham để dây pi mà đài mình đào tham chết tập bạt nâng nhà tận đằng từ ắt khơi tỏ chết tập dừng kết tham đằng đặt cọt miền rừng ấy rồi cọ tham nâng miền ấy bài gì gọi là khai còi máu bàn cọt bạt thạch cọt miền bành hà khang tam bớt ấy như mày sẽ nhớ nó nước giếng tràn chẳng bán cọt trên màu đấy cả ná mày luôn che kêu đấy nó mày đang che cả nắng tham ăn được khơi cọt động lực mất tham ăn được khơi tham mình đang dây pi ấy hiện tham không đã cọt để vẫn là mặt đòn nắng tham có phun thì chỉ che càng nghĩ chỉ mũi chiền thấy cọt cọt tê màu đã tê mất tham lố ô nhau miền cái ấy mà thay nhau ấy miền cái có thắng ở miền ấy cọt có tàu bình này tham ở đây dây pi chẳng này cọt mất mà dây sùa chồng sùa ấy chồng ấy chẳng tốt cọt miền thay chẳng mấy cọt rui bầm khai cọt phơi khóc ấy bàn dây tham này dây có bọt đạn cọt chẳng á nên chẳng tốt cọt có ngắt là hốt đan môi chuột chẳng mà bàn cọt xa được phiền thay xem để tham nó khăng cọt rừng ấy chúng mình khăng ấy vừa là vô lắm nên vừa là vô lắm chẳng bàn mà nuôi dưỡng đan mình sùa khnía nữa mình lọ mình lọ đấy nên ca mình xua khnía cứ mình lọ nè chừng cá mình úp bọc can khnía pru hai tay mình xua khnía chừng cá bọc can khnía pru hai tay sờ sờ chồi bể hay mình nhặt tiết xem anh ta mình nhặt tiết ọt bọc can còn lên chồi bể còn tới chỉ chuốc nè mình nhặt tiết còn bọc can chẳng tới vấn đề mình ban xua thật tá hai tay ban này dây chẳng ọt ban xua chẳng này anh ấy mai còn là bình che âm pi cái lô thả chẳng oi tài nhiệt nhôm nẹt sợi so bẹ so nẹt can sợ của hộp xấy sợ thật khóc từng óc thầm mến nè mình mến nè mà bị chẹt hạt ở đất thả bờ sân bờ thì họ đã ti cẩn lại vọt na rư con mà cha bon cẩn lại na cọt vô lần chẳng thả lục dây cha cha bạch đó là nẹt miên sợ lấy sông bây giờ dân kết thả lục dây cha cha nó cua từ hộp mà đông không mình đâu mà đông đau cửa rộp chả tung cái nấy dương điệp bình nó có nông chất dương cơ rục trà đẻ bên ban miền ban đây thì trà nó anh mình si thì mới cái miền ban tê tăng chậm chăng nghe vấn tê đời cà riệp cà chom cà chia cà viên quay rồi bó nẹ riệp chom đặt trà trà mà đông chẳng tới còn mọi mấy tới chợ lố chợ đó làm anh miền khâu ấy miền khâu đây thử chẳng miền khâu đây ắt khâu thế nên ắt khâu ấy vì vì lấy tê anh và căn anh si thì mới anh chen anh nâng tới chỉ cá khó khó nâng khó đòi cá bó càng nâng ai nâng chân chân tổng vơ đôi khía ông vơ đôi khía tay bởi chế tận là khẳng khăn nông khó khía hóa là khó khía nè chân bàn thơm hà lớn ít mà lên chế tê vì rương thạc bốn khổng thuê chân bàn à đi xong bàn thơm hà lên chế tê bí bố bốn khám yên chinh chinh vọa tê nẹt nát để hiện tê thả nẹt ôi thật phước bôn phần nâng anh dùng anh trâu tại ban sửng bạn ni 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 nâng tê tam của buồn tay mình men chỉ cà bịch pi pro bôn lọ mình lọ mình men chỉ một bôn đi lọ mình lọ cứ trăng để chế tận na lọ pi pro bôn cứ chỉ chỉ một này chết lọ prasan bật phơi chia thà chán bôn chán còn để thay chia thà chán bôn chán tay cầm nát phần na của bạn cầm nọ, thì họ thà đôi chỉ mà hà của sáu, đuông tì muối sầu mà nó, rồi còn để bàn nhá chi a sang kha được cả, thế này, bốn nước chúng một thà bốn khăng, bốn này khăng nước biên lùm đạp bảo vệ tiệt, bờ sân ba chi mà hà của sáu tì muối cỏ đồi, bốn tay ba chi tận này khồng cá, tèng bún nọ, khôi trăng chân đợi nà muối. Bọn nắng có tới chị ao mà cả cổ sợ thì họ là cầm bông phơi chỉ đặt lá rồi bên đằng tới sợi cào dương nó xua ao ban anh đi xong mà nên nát tu vọ nên chừng chừng riêng để tháp ban anh đi xong phần nà cứ chia phần bì này này cả tê u nà hơi hơi coi chỉ riêng mùi đàn nghe thưa ao put bò để sạch khăm ai dương lồng ngon thay chừng cho mấy bạn phá thành chẳng cứ nghe chẳng bao kể
nghe chanh bao kể đôi 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 mà nẹn nở mà để càng nhận nhầm chỉ ở bục mê rồi bỏ phòng tây vượt thi nữ ảnh địa cả từ ảnh địa luôn dây phạm nơi cần lại môi đại kỳ an thả kê nâng cư chỉ tu ông ca muốn tha chi sùng đa chùa nạt chặt chiết rồi một tiếng lỡ tôi chỉ bảo bồ thì sao đây lỡ càng là khăng á càng là khăng mà mình tha cả lại na đây hay quạt nâng chỉ nẹt miên chủng ngư chư trường chân tới kê an thả kê mơ chi hay bờ đã lôi phần này nâng tinh tầm này tí của môi pi bản nâng chân quạt chiêng pi mơn đưa cậu bay mơn đồ là cứ đầm bay ấy đầm bay thả thua cả lại nâng ở ban lôi phần nâng tới nâng ban tầm này tí của môi bằng to pí và anh bên này vô tới à chơi nó căn là lùi tờ lùi tới bên bên chia nữa hay lô chưa tập tam bây giờ tam bây giờ tam bây giờ ban cày mó vô chụp chừa đằng thà kề vậy ập bịch ban lô đằng thà kề bị nô mà hỏi lô bình vô bị phơi bảy giỏi vinh lô bình vô bị ca phơi sả lá nè phơi sả lá ập rung khmer bằng liền khmer lô phơi sả lá bằng liền khmer dân phơi chân tới dân ập rung khmer bằng liền so sánh phong, bền sĩ phong, bị sai bền ở miền che sầu thua, ở che miền sơn là thua, ấy chẳng, bây giờ tới cái thằng u lo, lo thôi chẳng lo, chẳng u chui phong mới chẳng, phơi tới bán có thằng trăm người ta chui, mà là chui sờn chui pí rồi, nè pí rồi, à còn lại con tôi chưa bờ ăn bờ trôm nốt, chuyện pí mền chết bay mền, đâu ra chui có thằng trâu na đúng không á, bán pí rồi. Nâng à ban là thầm á tiền của bà mấy cổ rồi mà dây khăn làn mà là xa thụ xa thụ xa thụ mà thả cua tê trẻ ọ công tô mà nó lại bì mơn chiêng rư cậu bay mơn để cọt chênh từ lúc mình mệt bồn tê cứ cọt tình vô tầm này bì vợ ảnh mình mến chịu bồn tê bị rồi nè tự chịu bận bật bả còn bị buộc cả thà nâng cư chịu ẩm bơ miên bỏ giỏi môn nâng cọt chinh bị rồi nâng cọt vô thà chịu ẩm bơ miên bỏ giỏi ta môn nốt miên chưa miên vô lại sao cọt tự tình vô tầm này nè ở lớp dân bệnh tia ho đương tầm này nông vợ ấn nè tia ho thà dân u tia ho thế bờ mình tụt lối cả hay cho tia ho mình tray pa chịu bận nó tia ho thà tham ăn chứ bờ tham á trong ban phơi chỉ sờ đại song tham á trâu chấm này bay mơn đờ là tâu tinh tầm này phơi chỉ sờ đại chạy mùi tham á trâu ót bay mơn đờ là suốt thả ca ót tâu nước ban bồn ót miền ban bồn pina tục ở lui sọt nương ngay vị thi phơi bồn khác cứ vị thi phơi bồn tục ở lui nương ngay tục ở lui sốt yêu bờ riết của miền sốt và ăn của miền nhận nhôm ai tham á từ sọc nhận nhôm để thọc ốc vật thầm là thầm ai nâng thầm tháng từng dây thua bạp quạt từ đó thầm toàn bàn bạp quạt rất quạt mà bạp thầm môn từng tơ khai môn quạt mà bạp thầm môn có thả rô bạp khơi nhau rô bạp khơi nhau khơi mấy tôi nhau mô bạp của chị cập bụt hay đó là quạt xlông chân ai ôi thầm tôi thường mấy tôi tha quạt khóc lên mà quạt sợ bái chết cho mùa dơ ngay nâng thì hai cái thân mà đoàn xa rộp bọn trầy rộp mơn trầy ấy đã khăn nông tụ khăn nông lấy cái nâng tốc mà dụng mất bệnh chứ có bốt mà dụng ổ nâng có thằng hút bàn bồn đó bọn 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 mà nâng anh cứ vì chia ất tỷ bốn ổng bí bệnh thua tế sản á đài rõ ca tế sản á tay tế 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 bí an đi xong khám yên ca bồn dô thật xảy chìa bồn bệnh nâng cứ chìa cần lực bệnh xa mẹ xa mụn á bà ông bằng riêng ôi mà nó chạy thơ tiên ôi mà nó chạy ra xa xa chìa mùi nâng ca dùl dùl sân chăm thơ đôi mà xa mà ngay vậy thơ mà xâm đại nhau bà tầm bóng nì dây dầm bì xa mà tự thệ chân ca thơ cứ bà ông ôi dương tầm rong tự đau chìa môn sân tầm rong ca dùl ôi trâu sân mình khóc bì ca thơ đồng nào thì ưu tiên hoa thay dương trâu đau đôi chương tục nông bình chân đầm bấy đa tụ phụ nông bình trâu thể đăng thạp phụ nông bình nơi tư nà thì họ thạp phụ nông bình pi rôi kỳ lô mẹt chân cho mình đó lấy nè pi rôi mẹt đó pi rôi mà rôi bẹt chứ mà rôi cao ấy nâng à mà rôi cao
อันนึกเคยปิภนมเปญទៅนั้นอาตมานึกเคยประวัติอาตมาធ្លាប់អានប្រវត្តិរបស់តាក្រមងុយយើងណាមិនក្រមងុយនេះណាអាត្មាអានសភើជីវប្រវត្តិគាត់បានធ្លាប់ទៅទទួលរង្វាន់ពីស្ដេចថៃណានេះការនឹងគាត់បានទទួលរង្វាន់ពីស្ដេចថៃព្រោះសម័យពីដើមជីសេះគាត់ជីសេះកាត់តាមខេត្តពោធិ៍សាត់យើងណា ហើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងនឹងមានអ្នកពូកែច្រៀងចាប៉ីម្នាក់ក្នុងការដេញលបែងប្រាជ្ញាគ្នាហ្នឹងហើយលឺការនោះគាត់ទៅតែមានអាយុ9ដប់ទេក្រមងុយយើងណាត្រប់ឯងគាត់ក្លាប់លឺឯងគាត់តែងកណាបានច្រើនណាបដៅគាត់ច្រៀងសដៀវគាត់ប្រកែដេញសដៀវដល់មកអញ្ចឹង ไอ้จิไว้แคทก็รีบจอมตตูลគាត់ព្រោះគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ហើយអ្នកដែលពូកែលេងចាប៉ីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគាត់រៀងចាស់បន្តិចទេប៉ុន្តែលឺថាក្មេងពូកែមានបញ្ញាដេញមិនទាល់អញ្ចឹងចង់ធ្វើពិធីប្រកួតសួរម្ដងម្នាក់នៅនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងហ្នឹងឯងដល់ពេលច្រៀងតគ្នាក្រុមងុយថា ខ្ញុំជាក្មេងអនុគ្រោះដល់ចាស់សូមអាចារ្យសួរមុនចុះមានន័យថាអាចារ្យសួរមុនដល់ពេលតានឹងសួរមុនក៏សួរថាម៉េចញ៉ាំខ្ញុំក៏សួរថាពីឋានមនុស្សទៅឋានទេវតាមានប្រមាណយោជប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណថងក៏សួរចឹងបានក្រុមហ្នឹងក៏ចេះឆ្លើយទៅក៏ថាមានប៉ុណ្ណេះយោជប៉ុណ្ណេះម៉ែត្រប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណេះផឹងបើចង់ដឹងតោះទៅវាស់មើលទៅ นั่นไงบ่มจื้อទៅវាស់មើលទៅហើយបានដូចអញ្ចឹងទៅសំនួរហ្នឹងចាត់ទុកថារួចមែនទេឥឡូវគាត់ឆ្លើយថាអញ្ចឹងខាងក្បួនណាគាត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែបើមិនចង់ដឹងទៅវាស់មើលទៅហ្នឹងឯងបានគាត់សួរទៅតានឹងវិញថាឥឡូវខ្ញុំមិនសួរពីម៉េចពីដីទេចង់សួរថាពីខេត្តពោធិ៍សាត់យើងទៅភ្នំពេញមានប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រ ប្រមាណលីប្រមាណផឹងបើទៅផ្លូវកោកត្រូវចម្ងាយប្រមាណទៅផ្លូវទឹកចម្ងាយប្រមាណនឹងហើយបើជិះយន្តហោះអស់រយៈពេលប្រមាណបើជិះផ្លូវដីអស់រយៈពេលប្រមាណជិះសេះអស់រយៈពេលប្រមាណដឹងណាស់អានឹងកន្លែងគេវាស់កើតបានគាត់ស្ដីឲ្យពួយខ្មែរក្បាលយ៉ាប់ឲ្យតែចង់ដឹងអីចង់ដឹងតែរឿងមេដីមើលមិនឃើញព្រោះហេតុនឹងហើយបានដីមហានគរប៉ុណ្ណាណីអត់ អត់ដឹងថាដីខ្លួនឯងមានប្រមាណមហានគរខ្លាយជាចលនគរអស្ចារ្យនេះអ្នកប្រាជ្ញមែនមែនទេអាត្មាក៏នឹកមិនឃើញដូចគាត់ដែរប៉ុន្តែដល់តែចេញមកអញ្ចឹងបានដឹងគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យតែចង់សួរគ្នាចង់សួរតាពីអាមើលមិនឃើញហើយចុះអារបស់មើលឃើញអត់ព្រមដឹងគ្រាន់តែដីស្រុកខ្មែរមានប្រមាណមានប្រមាណអត់ដឹងនឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយសួរថាតើជាក្មេងរសាដីពពែបរោះយើងមិនទាំងបាន រឿងនេះស្រដៀងនឹងរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពញ្ញុលមេលង្ខ្យៈភិក្ខុភិក្ខុនឹងទម្លាប់អាក្រក់តាំងពីជាតិមុនមកម្លេះធ្លាប់កើតជាព្រហ្មចង់ដឹងថាមេឃនឹងដល់ណាដើររហូតមកជីវិតព្រហ្មនឹងនៅតែមិនផុតមេឃងាប់មកកើតមនុស្សតាំងពីកើតមកដើរសួរគេមេឃនៅណាមេឃមកសួរព្រះអង្គទៀតមកបួសហើយសួរព្រះអង្គទៀត សុបិតដងព្រះអង្គអត់ឆ្លើយណែដល់ព្រះអង្គអត់ឆ្លើយគំរាមព្រះអង្គព្រះអង្គចេះថាចេះមិនចេះថាមិនចេះបើមិនឆ្លើយទេខ្ញុំសឹកទៅចូលសាសនាផ្សេងវិញឥឡូវហ្នឹងគំរាមព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុទេណែឯងចូលមកបួសដំបងទៅថាគាត់មិនដែលសន្យាទេមិនដែលសន្យាថាឲ្យតែឯងសួរពីស្អីក៏ឆ្លើយតែនឹងអស់មិនដែលសន្យាអញ្ចឹងទេថាអត់ទេទេបើអត់មានរឿងអីយើងចាំបាច់ឆ្លើយតាមអីសួរនេះសិតរបស់តថាគតតើបានព្រះ
ອັນນີ້ຄືຈະຄໍາເບິ່ງຍະດາສາໃດມັນກະໂລປະມານແມັດມັນດັງຕໍ່ຕົວເມືອຄືນນັ້ນແນ່ເອົາປຸຍຕົກຖັກເຕກໍດອກປຸຍຂ້ອຍຂ້ອຍຈອງດັງຖ້າອານາບັນຂ້ອຍເວຊູນໍຕະນາຈັງງ່າຍປະນາໃຫ້ປະປາຖານປື້ອີ່ບັນບັນຂ້ອຍຈົກອີ່ແມ່ນະຈໍາຮູ້ອັນນີ້ບັນຄືຊັ້ນຈໍາດອກປຸຍຕິຄືຂ້ອຍມັນຕັ້ນຮູ້ນະບັນຄືພ້ອງນະອ້າຍຕົງງອບບັດຕໍ່ໃຫ້
chứng vị thi sân khánh nẹ trâu ai bê đọ bruôn chênh sân giang nam minh nẹ anh trâu bruôn tự thệ chọt nực nông chất tự bỏ nẹ anh mình bruôn ai tự thạ cột đọ nẹ anh tự xu bì mê bì đầy tự thạ cột mình miên bê đọ srai mà nục ạc bàn ca đôi nẹ anh tự nực nông lục nê bà sân bà nẹ anh dôl âm bì khuôn bỏ nẹ anh chứ bác rương mê đầy khuyên ấy cù ai lúng bà đôi khi nâng ba sân cốt mà nục bàn hơi rương đọ srai tam chứ bác chỉ rương tám rồi được thế nên chưa bịa của ông ở cha mình đấy nhận nhau ri ở dương vinh cùng tân a sao bị khẩu nâng dương nẹt thưa bốn ở từ xu lô cần a thưa bốn những tục cao thì na xu là cái lại mơ một khởi nhà cha lá cha pui hú tập bệnh này cả than xu thèm lôi bạc than xu cho thưa bốn mà pel chê mà bực đau lòng địa chê nâng à nhận nhau nâng à chân bàn thà bàn mai chân dây thà bịa thà tê an thì xong át mà tê lên trên mà bây giờ mai sam put pro ông tê co pon tè pro ông chia hiệp hai ưu tiên họ pro ông chia co nếp chia co sầm mệt bẩn đất nẹ nâng sầm rạch tam sạch đầy prathna buôn ở sang khay mà sàn cặp tiện nẹ nâng bàn chia pro put mà ông đòi miên miệt đạt môn đi cứ bỏ ấn chia có tự tam hết để của bạn bỏ ấn khơi cho bác tha sự mệt ní mình men cho mình lên thế cứ chia nẹ sang đàm bà rồi mấy đời bất bá còn mệt thế này bỏ ấn mơ khơi từ đà nà quất bị bỏ ấn khơi sẽ cầm một hiệp để còn thừa dân ca đây bỏ ấn chia có mình men chia có đói ao thì dùng mình ấy bón này cứ ao thì dùng mình ấy từ lơ ấm bơ để thừa tài bón nàng ưu tiên hoa thầy dân chia co từ lờ không mình mà nẹt đã cùng bung từ khom riến thà nẹt khom riến rằng đi anh à cột nẹt nâng phơi sáng mến mót dân mót từ bề tam bứt đòi xa từ dân khơi ông pơ rồi bọc mình nè thà bứt chỉ phơi sáng bứt chỉ che đắng bị ruột khơi cá khát không bằng bảy rồi bọc vì mình mấy con đã khơi vô cả tam từ sáu lá sứt từ khai chỉ mình đến đây mình nè đôi nẹt phơi bon từng ở khnề nẹt từ hoạt từng ở khnề bây giờ tên mày ơi từ châu rùm bon cả thân đăng tàu ô ban anh xong pramà rùm sa sầm lên và rùa trung tri là o ban chỉ sa đạt chạ khục từ khnề nhưng cơn mơ mơ anh nẹt thôi cả tổ thân khục khnề hay sa đạt chạ khục từ khnề đang chèn luộc khnề ngót ấy á cực cha nam ơi mày nè nâng sa đạt chạ để cho nam mình chạ đấy cho rương nâng chè, bà ông sầm đánh chỉ cả bật con tay nẹt để ăn chôn từ đó ăn thì xong nâng bật bọc cát việt tôi từ bon nâng ốc rắt nè, bon nâng ốc rắt nè ưu tiên ho thả, cửa xuống cả sĩ cắm tê sập sai thả, sư sai prang bà sân bật phơ tam bật chạy cật tê chỉ bằng lót, không mà hạt ta ai ban tên là phao bổng bơ tới bổng bảy tàu nâng chấn nẹ sạp tầng ớt từ thờ bọn thờ thờ khó khăn nè nẹ khlát chê bì chê kì tế nẹ khlát mình chê nẹ khlát vô chật tục đạc nẹ khlát mình vô chật tục đạc nẹ khlát đạc tự bình nẹ khlát đạc tự mình bình xu tha cục hát ta mùi hát ta mùi hát ta tầng ớt nâng ban bổng bơ tàu cục nè đấy ớt tế tế chỉ trực sợi bọt trực sợi bọt tháp bờ thờ trăm trớ bạc gót chìa bán bổng bơ tàu vân tay mơ đẹ thờ sân mình ta ôi tầm mình đây mà hát ta thuốc sất tầm bằng bởi táo này nà tha chẳng khó á nâng nè khá khá nà phụ hãy đá chua môn đà là hốt bởi táo nhỏ thì bốn chân đây nè khá tớ ớt lơm mình bàn sẽ đắp thô ảnh tình phóng hay chồng bàn ăn thì xong bà hai kê tớ khá khá nà tớ cả thân chua lùi hay quý tớ chê chê khá mình đăng ấy vong nâng à chân chương ca à tê xin à thả bàn phó lòng chân chân có lòng ta chỉ ca bình chù ôi thèm lùi thơ bàn ăn nên à hệ thoại về chẳng tới cái chụp thực bồn nọ tới để tam bứt bờ yul prasama samput bằng thà nè bờ nè yul âm pi tiên chỉ đam ở đôi tật hà cột nè prakot chỉ mình bò để phục môn ca ở tiên thì nâng bờ bàn yul đó nè nâng à yul mà nâng bạch bạc khom này chứ mà nâng ọt yul thì đạt tướng thưa tới kìm đạt tướng ọt tới nâng đòi xa mình yul bên này kia bị chô ôi bùa bà rút thơ tử kia mình bị chô kia mình ấy ớt tử mưa tật phơ
tiền phơ cột phơ xả la phơ là bóng chụp bẹt ta chỉ muốn ăn chim muông nó ngay nè nhìn nhau mà nhìn nhung khinh bài như cái đạn lụa khà mộc tê ha đạn chim muông ha đạn tê ha chảy mông lụa bài rồi có chảy chảy mông lụa cà phê đạn chăng chăng sập bóng lôi ấy kia nè anh nhìn nhung khát đạn phẳng là bóng đạn bóng lôi ấy quạt thén chim muông nâng á chơi chim muông ở tiệm mà phẳng pi rồi đờ là đặt chim muông bình nâng ta họ mà pay tam sập chân tới với order lấy á nâng thì họ tham mà khai thầu bong màn dù dù tới anh nó chìm mình bong nó tham mơ tử nè thế bây giờ người dân cận chơi thật đặng đạo côn chào mơ và bị xé la đằng mai thôi quan nâng mai đây là nâng cận chừng phần vật thay cho ngập bằng hai nhà luôn ấy nó cứ đôi tôi đặt sai gì hao luôn ấy nhỉ cha nam mà ấy bắt ta chỉ muốn tính một cái trò lô của lâu anh nhé chắc mình thay bốn mình mình được là bòn quạt bốn mình mình là tì nà tì nét để vô bốn không biết cho chậm bẹ lao ấy vì đường chẳng chẳng miên tình lô thua tiệt nâng nét vô bốn vật bậc cật anh mang lên vì đường niềng niềng liên chuyện tề về thị đà liên chuyện tề về thị đá nấu bê đập đem hà ca sập bát lô thuộc bàn bát lô niềng đại bà tới buộc chặt sắt cả nước nóng ta vật tận sầm lăng bơ thọ bông luôn anh tịch nè chân trâu tụt phơi bật thèm nhé trâu tụt phơi bật thèm tụt phơi nóng ấp hen phơi bình một tê tụt lố bao lố bắt lại lố khơi lại lố dưới đây tự dục dục cái này anh ơi lố khơi nhỉ nâng mau bị ấy mau bị dồi bông nâng à dồi thọ bông nóng bị bàn chân mến rừng phơi bón mình không bị cá bọc họp một đợt bò tè, à vậy để dân chưa chết thao phía chịu bón bứt mình chạm bệnh là nè đằng tè, nè miên tè phơi khai cái phơi ọ, dịch đây là o mơ ta tận na là o cù thối phơi đúng không? Ấp bảy trăm cái này tè, bệnh dân rồi từ tua tiền dân mơ ta tận na lụa đắt cứ thật từ tinh tột từ nắng lụa từ mỏng, nè chưa để phơi phơi nó anh phơi tại anh.